Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em về một bộ Sennheiser nha các bác. Đây là dòng EW100G3 ha. Và đầu mic của nó là 865 835 nha các bác. Về ngoại hình thì bộ này còn rất là đẹp nha các bác. Các bác xem độ thu cho em ha. Còn rất là đẹp ha. Nắp cũng thế này ha, không có vết chảy nào hết nha các bác. Và tai mic cũng rất là đẹp nha các bác ha. Đây, các bác xem sơ quá ha, EW100G3 nha các bác. Đó, tai mic kiểu đẹp ha. Và củ mic thì cũng rất là đẹp, không có chạy ha. Đây các bác ha. Và tất nhiên thì dòng này là thương hiệu của Đức. Và đây, các bác xem bên trong ha, Sennheiser ha. Và dòng cuối cùng ha, Design in Germany và lắp ráp ở Mỹ nha các bác, là thương hiệu của Đức và được sản xuất ở Mỹ ha. Sennheiser. Một điều đặc biệt nữa đó là bộ này nó kèm với túi đựng mic luôn nha các bác. Đây, túi đựng mic, túi của Sennheiser luôn nha. Rất là đã nha các bác. Và nó có mút bên trong nè, mic mình đựng đây nè, tai mic mình sọt vô đây nè. Rồi bên đây là mình đựng anten, rồi pin bọng, ở phía trước là mình sẽ đựng cái túi ở phía trước này ha. Rất là hay nha các bác. Đó. Và bộ đựng rất mới nha. Ngoài ra thêm tặng kèm cho các bác là bộ pin sạc ha. Gồm adapter sạc pin và 4 viên pin nha, 3300 mAh. Jack sau ly. Thì anten với adapter zin của nó ha. Adapter out 2V nha các bác. Nghĩa là điện 110 đến 240V đều được ha. Đó, rất là đẹp. 1 2 3 4. Rồi các bác ha. Thì mic được hoạt động hoàn hảo nha các bác. Còn cái nó mới và đẹp. Giá của bộ này chỉ có 8,5 triệu thôi các bác ha. 8,5 triệu nha. Có túi túi zin của Sennheiser luôn. Còn mới đẹp, đầy đủ phụ kiện ha. Giá là 8,5 triệu nha các bác. Rồi ok, cảm ơn các bác đã theo dõi clip này ha. Em sẽ để cái số điện thoại của em trên phần mô tả của cái video. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ đến với em ha. Sennheiser EW100G3 đầu 835 nha các bác. Giá là 8,5 triệu. Đảm bảo cho các bác là hàng còn riêng xịn ha, không qua sửa chữa ha. Rồi, cảm ơn các bác theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.